Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phân tích Tài chính Doanh nghiệp cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục với các bạn cái chủ đề là làm sao để có thể thoát ra khỏi cái công việc kế toán tài chính nhàm chán, hay là làm sao để chúng ta có thể gì có được một cái cuộc sống nó gì nó tốt hơn, nó hạnh phúc hơn và gì nó giàu có hơn và chúng ta mong muốn. Đây là cái điều chính đáng mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn, mình có một cái cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, thu nhập tốt hơn, hay mọi người muốn nói rằng tôi trở nên giàu có hơn. Thế thì ở video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn là lý do tại làm sao mà các bạn lại có một cái cuộc sống hay là có một cái công việc nó nhàm chán và nó bế tắc và chúng ta thì không thoát ra khỏi được cái gì, cái tình trạng hiện tại. Đó là gì? Đó là cái cơ sở, cái gốc rễ để chúng ta biết được chúng ta cần phải làm gì. Thì nếu như các bạn chưa xem cái video trước tôi chia sẻ với các bạn thì các bạn quay trở lại các bạn xem lại cái video trước đây. Tôi chia sẻ với các bạn có ba cái lý do dẫn đến cái việc mà là tại sao bạn lại gì, bạn lại rơi vào cái trạng thái gì nhàm chán và muốn thoát ra khỏi cái công việc hiện tại. Thì đó là gì? Đó là cái video mà mình biết được chính xác cái gốc rễ bản chất của vấn đề là tại làm sao mình rơi vào cái trạng thái đó. Thế tại cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta thoát ra khỏi được cái gì, cái tình trạng hiện tại của chúng ta. Đó là gì? Là cái công việc hiện tại của chúng ta, cái cuộc sống hiện tại của chúng ta nó nhàm chán và chúng ta mong muốn thay đổi nó, làm sao để chúng ta gì có được một cuộc sống tốt hơn, thậm chí chúng ta có được những vị trí tốt hơn tại cái gì, cái doanh nghiệp của chúng ta, tại cái gì, cái tổ chức của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng cao hơn và cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Đó là điều chúng ta mong muốn. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để chúng ta gì, chúng ta đưa mình vào được cái trạng thái đó để có một cái cuộc sống tốt hơn. Đó là điều ai cũng mong muốn, không chỉ riêng những người làm trong công việc về kế toán, lĩnh vực kế toán tài chính nói riêng, và tất cả mọi người làm ở bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì cũng đều mong muốn mình gì, mình có được một cuộc sống tốt hơn, có được một cái gì, có một cái vị trí tốt hơn. Có người thì mong muốn mình có được một cái gì, một cái vị trí trong công việc nó tương xứng để gì, mình cảm thấy rằng mình hãnh diện với gì, với cá nhân mình, với gia đình mình, với gì, với những bạn bè của mình, với những các đối tác khách hàng của mình. Thì có người mong muốn như thế, nhưng có người thì lại mong muốn được có được một cái môi trường làm việc nó gì, nó tốt hơn để mình cảm thấy gì, mình được gì thỏa sức để mình được mình cống hiến cái tài năng, cái sức lực của mình đối với cái tổ chức và với gì, với cộng đồng, với xã hội này. Thì có những người mong muốn là như vậy, nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cần phải có gì, có thu nhập tốt hơn để chúng ta có được một cuộc sống về gì, về vật chất thì nó gì, nó đảm bảo để chúng ta mình mới có thể gì cảm thấy nó gì, nó thoải mái và chúng ta cảm thấy gì thì nó tương xứng với cái điều mà chúng ta đã bỏ ra, và như vậy thì cuộc sống nó mới có thể hạnh phúc hơn. Và có nhiều người thì mong muốn mình phải trở nên giàu có hơn, tức là mình phải có nhiều tiền hơn, thu nhập cao hơn từ cái công sức mà chúng ta bỏ ra. Tất cả những cái điều này đều không sai gì cả, đều là chính đáng. Tôi thì đã trải qua những cái tình huống như thế này rồi, nên là những cái trải nghiệm của tôi, những cái kiến thức của tôi thì sẽ phần nào hy vọng sẽ gì, muốn chia sẻ với các bạn để gì, để cho các bạn thấy được rằng là gì, chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể gì thoát được ra khỏi cái tình huống này. Thế thì ở cái video trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn về nguyên nhân, thì ở cái này tôi sẽ chia sẻ về cách làm hay là cách xử lý làm sao để chúng ta có thể biết được chính xác cái điều này. Thế thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì, là chúng ta cần phải gì, phải gì có được một cái kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý, hay còn gọi ở những cái video trước đây tôi cũng đã chia sẻ với các bạn đó là gì, các DMO, đó là gì, nó gọi là Daily Method Operation. Đó là gì? Đó là những cái kế hoạch làm việc hàng ngày của chúng ta. Tức là gì? Trong một ngày của chúng ta cần phải có một cái kế hoạch làm việc một cách nó khoa học. Tất cả cái công việc của chúng ta trong một ngày của chúng ta cần phải được lên kế hoạch và làm việc một cách khoa học. Thì khi đó chúng ta mới có thể gì, có thể tạo ra được giá trị cho gì, cho chính chúng ta và cho tổ chức của chúng ta. Thì khi đó chúng ta mới gì, mới đem được giá trị đến một cách tốt nhất cho gì, cho tổ chức của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho cái xã hội mà chúng ta, cái môi trường, cái nơi mà chúng ta đang sống, chúng ta đang làm việc. Thì khi đó chúng ta mới thực sự chuyển mình sang một cái gì, một cái gì, một cái tình huống mới mà chúng ta mới gì, mới có thể có được những cảm xúc tốt hơn được. Bởi vì chất lượng của cảm xúc, cuộc sống này được quyết định bởi cảm xúc, tức là cảm xúc nó sẽ quyết định cái cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta lãng phí thời gian vào những cái công việc nó vô ích thì chúng ta sẽ không đưa chúng ta sang được một cái trạng thái cảm xúc tốt được. Nên bởi vậy chúng ta cần phải có cái kế hoạch làm việc, có một cái kế hoạch gì, học tập cái kế hoạch giải quyết công việc một cách nó khoa học. Và trong những cái checklist đó thì nó phải có những cái checklist mà chúng ta phải trao được đi giá trị cho gì, cho cộng đồng, cho tổ chức của chúng ta và cho chính gia đình của chúng ta. Thì khi đó thì chúng ta mới có thể gì, có gì, có được cái cơ sở để thay đổi được cái cảm xúc của mình. Nhiều người nói là thế thì làm sao mà chúng ta có thể
tôi thay thế được, tôi muốn một cái gì đó nó phải gì, nó được phải thoải mái, nó phải tự nhiên. Tôi gì, tôi hết giờ làm về là tôi phải được xem tivi, tôi phải được đọc báo, tôi được phải được nghe nhạc, tôi phải gì, tôi phải làm những cái điều tôi thích, thậm chí tôi phải lên mạng, tôi lướt web, tôi gì, tôi chat Facebook với bạn bè của chúng tôi, của tôi, thì khi đó tôi mới cảm thấy cuộc sống nó sướng, nó mới gì, nó mới thỏa mãn. Nhưng các bạn phải hình dung ra một điều rằng là phần lớn những cái công việc đó nó lại là lãng phí thời gian. Vì nó lãng phí thời gian nên thì sau một chuỗi những cái hành động như thế thì các bạn không đạt được cái kết quả gì trong cuộc đời cả. Vì mình đã lãng phí thời gian, lúc đầu thì mình cảm thấy rằng nó thoải mái, nhưng những cái chuỗi hành động đó thì nó cứ lặp đi lặp lại, nhưng nó lại không tạo ra được cái giá trị gì cho tổ chức của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta. Nên dẫn đến một ngày quay lại, chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta gì đã không gì, không thăng tiến được trong công việc. Tức là những cái công việc đấy lẽ ra chúng ta làm những cái công việc khác nó giúp cho chúng ta thăng tiến được trong công việc, thì chúng ta sẽ có được cái cảm xúc tốt hơn. Nhưng cũng là một cái chuỗi thời gian đó, cũng là cái chuỗi công việc đó, nhưng nó lại không giúp cho chúng ta gì đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn, thăng tiến được trong công việc và thu nhập của chúng ta tốt hơn. Và khi đó thì chúng ta bắt đầu rơi vào cái trạng thái cảm xúc xấu, và chúng ta cảm thấy thì công việc của chúng ta thực sự nó là nhàm chán. Thế thì vấn đề ở đây là do chúng ta đã gì sử dụng thời gian một cách lãng phí. Tức là chúng ta phần lớn cái thời gian xử lý công việc tại doanh nghiệp của chúng ta nó gì, nó chỉ chiếm 8 tiếng một ngày thôi. Vậy thì cái phần còn lại chúng ta phải dành ra được cái thời gian để chúng ta gì, chúng ta phát triển cái con người của chúng ta lên, xây dựng được các mối quan hệ với gì, với gia đình, với các cái đối tác, với gì, với những cái cộng đồng của chúng ta, để chúng ta gì mở rộng được cái mối quan hệ cũng như là kiến thức của chúng ta, để chúng ta tạo ra được giá trị. Mục đích là chúng ta phải tạo ra được giá trị cho cái cộng đồng của chúng ta, cho xã hội của chúng ta, thì chúng ta mới có thể gì, mới có thể gì sống được một cái cuộc sống mà nó có cái chất lượng cảm xúc nó tốt được. Nên tôi vẫn luôn phải nhắc đi nhắc lại với các bạn rằng là chất lượng của cảm xúc, chất lượng của cuộc sống nó được quyết định bởi chất lượng của cảm xúc. Và cái cảm xúc này nó sẽ là cái giúp cho chúng ta có thể gì tiến đến được một cái nấc thang cao hơn trong cuộc sống, đó là thành công, thậm chí cả tiền bạc và gì, và vị trí, vị thế của chúng ta trong cuộc sống này. Nó quyết định, cái cảm xúc nó quyết định rất là nhiều. Nên bởi vậy chúng ta, thứ nhất là chúng ta cần phải gì, có một cái kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý, hay là gì, đừng lãng phí thời gian. Phải nói với nhau rằng là đừng lãng phí thời gian nữa. Và để đừng lãng phí thời gian thì chúng ta cần phải gì, cần phải có kế hoạch làm việc, hay gọi là daily method operation, tức là gì, là cái kế hoạch bảng công việc hàng ngày là chúng ta làm gì. Thế thì khi chúng ta viết ra cái bảng kế hoạch công việc hàng ngày thì chúng ta trong đó nó sẽ có công việc gì, công việc tại doanh nghiệp của chúng ta, tại cái tổ chức của chúng ta đang làm. Thì tại tổ chức của chúng ta đang làm, chúng ta phải giải quyết những cái công việc tại cái tổ chức của chúng ta đang làm. Đến về việc công việc chuyên môn, ngoài ra thì chúng ta cần phải có những cái công việc khác liên quan đến mở rộng được cái mối quan hệ với các cái đối tác, với các gì, với các cái cá nhân cũng như là các cái đối tác bên ngoài tại cái doanh nghiệp của chúng ta. Chúng ta cần phải có kế hoạch làm cái điều đó. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có cái kế hoạch học tập. Ngoài cái 8 tiếng ở tại doanh nghiệp của chúng ta thì về nhà của chúng ta cần phải có kế hoạch học tập và phát triển cá nhân của chúng ta lên, cũng như là các kế hoạch liên quan đến việc gì dạy và gì, và chăm sóc con cái của chúng ta nếu chúng ta có con cái của chúng ta, và gì các cái mối quan hệ với gì, với bố mẹ của chúng ta, với gì, với vợ và với chồng của chúng ta. Chúng ta phải có một cái kế hoạch nghiêm túc về cái điều đó. Nó có thể gì không chiếm nhiều thời gian của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải có những cái công việc liên quan đến cái việc đó. Ví dụ như là một ngày chúng ta phải dành cho con cái của chúng ta bao nhiêu thời gian, dành cho bố mẹ của chúng ta bao nhiêu thời gian, và dành cho vợ chồng của chúng ta bao nhiêu thời gian, để chúng ta gì, chúng ta kết nối, để chúng ta gì xây dựng được cái mối quan hệ, để chúng ta gì có được cái cảm xúc tốt hơn. Đó là cái điều đầu tiên sau khi mà chúng ta kết thúc cái công việc tại doanh nghiệp của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta cần phải có những cái kế hoạch học tập cho chúng ta để phát triển cái con người của chúng ta lên. Thế thì cái mà chúng ta muốn học tập đó là những cái gì, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đó là cái việc đầu tiên, đó là gì, là chúng ta cần phải học cái cách để gì, để chia sẻ được cái giá trị, cái kiến thức của mình cho gì, cho cộng đồng. Vậy thì mọi người sẽ nói rằng là vậy thì tôi chia sẻ như thế nào? Đúng rồi, để làm được cái điều này chúng ta cần phải học tập. Nên tôi luôn muốn nói với các bạn là phải học tập. Bất kỳ cái điều gì chúng ta làm, chúng ta đều phải học tập. Nhưng cái điều mà chúng ta quan trọng tâm ở đây đó là gì, phải đem cái giá trị, đem cái kiến thức của mình gì chia sẻ ra cho cộng đồng, chia sẻ ra cho gì, cho tổ chức của chúng ta, những người gì mà xung quanh chúng ta làm việc, chúng ta phải chia sẻ, và thậm chí chúng ta phải chia sẻ với rất nhiều người ở ngoài kia nữa, để đem cái giá trị của chúng ta cho rất nhiều người. Thay vì chúng ta lên mạng, chúng ta lướt web thì chúng ta phải chia sẻ với cái điều đó. Và khi chúng ta muốn chia sẻ thì chúng ta gì phát hiện ra một điều rằng là gì, là chúng ta không gì
không có đủ kiến thức, không có đủ kỹ năng để chúng ta chia sẻ thì chúng ta phải học tập. Thế nên học tập là cái cách để chúng ta gì phát triển chúng ta hơn, lên hơn nữa, để chúng ta đem được cái giá trị của chúng ta cho cộng đồng ngoài kia. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái giá trị của chúng ta nếu như nó ở mãi trong con người của chúng ta thì chúng ta không thể nào chúng ta có thể gì, chúng ta có thể đem được cái giá trị nó ra bên ngoài. Và khi chúng ta không đem được cái giá trị cho chúng ta ra bên ngoài thì đương nhiên là chúng ta không thể gì có được gì, được cái giá trị được ghi nhận, và tổ chức của chúng ta cũng không được hưởng lợi gì từ cái điều đó cả. Bởi vì chúng ta đã làm hết cái năng lượng của chúng ta đâu, chúng ta đã phản ánh hết cái hình ảnh của chúng ta đâu, phản ánh hết cái giá trị của chúng ta với cái xã hội này đâu mà gì mà doanh nghiệp của chúng ta được hưởng được cái điều đó. Bởi vì đôi khi cái giá trị của chúng ta ở doanh nghiệp nó rất là thấp, mà trong khi đó có rất là nhiều các cái vấn đề mà chúng ta cần được cái mối quan hệ để chúng ta xử lý, chúng ta nâng cấp chúng ta lên, thì chúng ta đã không làm điều đó. Nhưng nếu chúng ta đem cái giá trị đó chúng ta ra bên ngoài, chúng ta tạo giá trị ra bên ngoài, thì nó sẽ quay ngược trở lại, nó đi, nó tôn cái con người của bạn lên, nó đẩy cái con người của bạn lên tại cái tổ chức của chúng ta. Nên bởi vậy chúng ta cần phải đem cái giá trị của chúng ta đem ra bên ngoài. Và muốn làm được điều này thì chúng ta đương nhiên là chúng ta cần phải học tập, chúng ta cần phải phát triển con người chúng ta lên. Nên tại cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn có hai vấn đề. Thứ nhất đó là gì, chúng ta phải dừng cái việc chúng ta lãng phí thời gian, hay là phải có cái kế hoạch làm việc một cách nó khoa học để chúng ta gì, chúng ta đem được cái giá trị của chúng ta cho cái gì, cái tổ chức của chúng ta là đầu tiên, cho gia đình của chúng ta, và gì cho cái xã hội của chúng ta, cái địa bàn của chúng ta đang gì đang làm việc, hoặc là gì, cái ngành nghề, hoặc là những cái cộng đồng con người, những cộng đồng những người mà gì cùng làm cái ngành nghề của chúng ta được nhận được cái giá trị của chúng ta, thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải có kế hoạch để làm việc. Chúng ta phải có kế hoạch thì chúng ta mới đem được cái điều đó. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta phải học tập thêm những cái kiến thức khác để chúng ta có thể đem được cái kiến thức của chúng ta, cái kiến thức nền tảng, cái kiến thức giỏi ở bên trong của chúng ta, tức là cái lĩnh vực và ngành nghề chúng ta đã được đào tạo, chúng ta đã được trải nghiệm, để chúng ta gì có được cái ngày hôm nay, thì chúng ta phải đem cái kiến thức đó đi. Thì muốn đem được cái kiến thức đó đi thì chúng ta phải học thêm những cái kiến thức và kỹ năng mới để giúp cho chúng ta truyền tải được cái điều đó ra ngoài kia một cách nó hiệu quả nhất. Thì khi đó chúng ta mới có cơ hội để chúng ta mới có thể gì gia tăng được cái mối quan hệ. Và khi chúng ta gia tăng được cái mối quan hệ thì chúng ta cũng sẽ gì có cơ hội để gì để thăng tiến hơn trong công việc, và thu nhập của chúng ta cao hơn. Thì tại cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn có hai cái vấn đề. Thì tại những cái video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn là khi chúng ta học tập và chúng ta phát triển thì chúng ta học tập những cái gì, và chúng ta chia sẻ kỹ năng thì chúng ta cần phải học thêm những cái kỹ năng gì để chúng ta có thể chia sẻ được những cái điều đó ra bên ngoài. Bởi vì tôi biết rằng là các bạn đã rất là giỏi về kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán cũng như là các công việc khác rồi. Nhưng làm sao để chúng ta đem cái giỏi của chúng ta đó, đem cái tuyệt vời của chúng ta đó đi ra ngoài kia để được mọi người gì, mọi người ghi nhận, mọi người gì tiếp nhận cái kiến thức đó của chúng ta, thì lại là một cái vấn đề khác mà chúng ta cần phải học hỏi. Nếu như chúng ta không dành thời gian để học hỏi mà chúng ta dành thời gian lãng phí vào những cái gì, và những cái thời gian đó là chúng ta gì lên mạng, chúng ta gì chat, chúng ta gì lướt Facebook, hoặc chúng ta đọc những cái tin nó gì nó không hỗ trợ được chúng ta, thì nó đốt cái thời gian của chúng ta, và chúng ta đã không trao được cái giá trị ra ngoài kia, thì thực sự nó đốt thời gian của chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta tiếp tục làm cái điều đó thì nó sẽ không rút ngắn được cái thời gian thành công của chúng ta. Nên bởi vậy chúng ta phải loại bỏ những cái công việc gì đốt thời gian của chúng ta, hay gọi là lãng phí thời gian của chúng ta, mà chúng ta tập trung vào chúng ta học tập và chúng ta phát triển cái kỹ năng cho đi giá trị của chúng ta, thì khi đó thì chúng ta mới gì bước lên một nấc thang mới trong cái công việc và trong cuộc sống của chúng ta. Còn nếu như chúng ta gì khi chúng ta đã đủ giỏi rồi thì chúng ta có thể không làm một doanh nghiệp này, chúng ta làm một doanh nghiệp khác, chúng ta gì có thể ra ngoài chúng ta mở một cái doanh nghiệp cho riêng mình cũng được, không có vấn đề gì cả, miễn là gì cái giá trị của chúng ta được trao cho cộng đồng. Nên cái quan trọng là chúng ta cần phải học tập và không lãng phí thời gian, và học cái cách để cho đi giá trị, thì đó là cái gì mà tôi muốn chia sẻ ở cái video này. Thì ở những video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta chia sẻ, cách chúng ta học tập, những cái kiến thức nào chúng ta cần phải học tập và cái kỹ năng chúng ta cần phải học tập để chúng ta có thể chia sẻ được cái giá trị của chúng ta do cái cộng đồng ngoài kia, thì đó là một cái gì, là một cái bước tiếp theo để chúng ta gì hoàn thiện bản thân chúng ta hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.